Xin chào mọi người. Hôm nay mình lên một cái video giới thiệu với các bạn một chiếc một bộ mẫu máy cắt cỏ của Huvara. Huvara 325. 325 các bạn nhé. 325 hay 322. Bộ này thì là nó đều là 25cc. Piston của nó như battery. Huvara của Thụy Điển các bạn nhé. Một trong những cái mẫu máy cắt cỏ nhỏ nhẹ. Hàng Nhật bãi đã qua sử dụng. Zin nguyên bản luôn. Một con tay cầm sừng trâu. Rất đẹp. Hai con tay cầm gọn. Tay cầm gọn nhé. Tay ga và công tắc của nó thì cả ba con đều tích hợp sẵn trên tay cầm, rất là tiện để sử dụng. Zin nguyên bản chưa qua thay thế cái gì các bạn ạ. Hàng về là anh em nó có dọn rửa chế lỗ con này. Mẫu này thì khá là nhiều người là săn mua đấy, nó khá hiếm. Đợt này thì mình đang dư 3 con này bán cho anh em với giá rẻ thôi, giá rẻ nhá. Mà nếu như là ai mà mua 3 con ấy thì chỉ tính tiền 2 con thôi nhá. Em test lỗ con này, sẽ test lỗ đây. Đặt này lên cái miếng rẻ này thật lỗi. Cẩn thận cái đầu bò nó cày xuống đất. Test con thứ hai. Test con thứ ba. Bạn nào có nhu cầu mua như con máy này thì liên hệ với mình qua số Zalo là 0983 804 084 để đặt mua hàng nhé. Số điện thoại và giá của sản phẩm thì mình luôn ghi ở phần mô tả video. Bạn nào mà mua cả 3 con mình sẽ tính tiền 2 con thôi nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.